Đi đi thoát luôn ha. Tôi có bạn đâu. Bạn đi, đừng đấy nó. Đi nào. Đấy nó, tôi. Đâu, các anh bạn đi nào. Đôi bạn một người phó chủ tịch xã mà đôi bạn này. Phản ánh tới phóng viên báo Lao động, bà Trần Thị Bé Hoàng, trú tại khối 2 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua bà đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng, phó chủ tịch ủy ban xã Kỳ Sơn vì có hành vi chèn ép, thái độ hách dịch gây khó khăn cho bà trong việc kinh doanh buôn bán. Theo bà Trần Thị Bé Hoàng, vào sáng 31 tháng 1 năm 2024, ông Nguyễn Văn Hùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Kỳ Sơn và một số cán bộ đến kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại kiosk bà Hoàng đang thuê bán thịt bò thuộc chợ Sáng, xã Kỳ Sơn. Trong quá trình làm việc, một số người dân đến mua thịt, ông Hùng có yêu cầu đi chỗ khác với thái độ rất gay gắt và có lời nói có thích tôi bán không. Toàn bộ sự việc đều được bà Hoàng quay lại bằng video. Cho rằng ông Hùng đã có những hành vi lời nói trái quy định của pháp luật nên bà Trần Thị Bé Hoàng đã làm đơn tố cáo ông Hùng. Liên quan đến sự việc, mới đây Văn phòng Tiếp công dân tỉnh Nghệ An đã có công văn chuyển đơn tố cáo của bà Trần Thị Bé Hoàng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ để xử lý theo thẩm quyền.